Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với người chơi tiếp theo của chương trình hôm nay, bạn Ngô Thị Yến đến từ Hà Nội. Xin mời bạn. Vâng. Chào bạn. Em chào anh, vâng. Chào anh Dũng ạ. Vâng, dạ vâng, xin chào tất cả quý vị và khán giả của chương trình Ai Là Triệu Phú. Em là Ngô Thị Yến, hiện năm nay 34 tuổi và hiện đang sinh sống ở thị trấn Chí Đông, Mê Linh, Hà Nội. Công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Chi và công ty chuyên về lĩnh vực hàn và cung cấp vật liệu, sản xuất vật liệu hàn ạ. Vâng, nghe lĩnh vực công tác thì có vẻ là nó hơi nặng nhọc một chút, nhưng mà bạn là làm công tác gì đấy ạ? Dạ em là nhân viên văn phòng hỗ trợ sale ạ. Thế bạn đã có nhiều cơ hội phát biểu trước đám đông các thứ chưa? Lần đầu tiên anh ạ. Lần hôm nay tiên. Thực sự rất là run. Vâng, ôi, lần đầu tiên mà bạn làm được như này là quá tốt rồi. Tại vì là tôi nhớ lần đầu tiên tôi đứng trước đám đông, mọi thứ nó diễn ra còn tệ hơn thế này nhiều. Nhưng mà bạn ra đây bạn chào rất là đầy đủ, không hề run, giọng nói không hề run, giới thiệu đầy đủ tên tuổi, nơi làm việc. Vâng, tôi nghĩ là bước đầu như thế là thành công rồi. Nghe giọng của anh Dũng thêm bớt phần run sợ rồi. Vâng, thế để tí tôi làm cho bạn sợ hơn. Vâng, nếu bạn muốn. Bây giờ thì xin mời bạn lên ghế nóng. Vâng, xin mời bạn. Cảm nhận của tôi ngay từ khi gặp bạn là bạn rất là hiền lành. Bạn ghi trong bản đăng ký là chồng bạn nhận xét là một người phụ nữ truyền thống của gia đình. Tức là công việc của bạn là hàng ngày làm 8 tiếng sau đó là về với gia đình thôi đúng không? Vâng, đúng rồi. Khi mà đi làm thì em cũng tiêu chí là các con, gia đình của mình là trên hết. Với một người phụ nữ thì gia đình luôn luôn là số 1 và cứ sau giờ làm là em sẽ dành hết thời gian cho các con, cho gia đình của mình. Vâng, thế thì cái thời gian dành cho bạn để tìm hiểu các kiến thức hay là có thêm những cái hiểu biết khác để bạn tham gia chương trình Ai Là Triệu Phú này thì bạn sẽ thu lượm từ đâu? Em rất là hay có thói quen đi ngủ muộn. Khi mà buổi tối thì về cơm nước cho các con rồi là hướng dẫn các con học bài rồi là buổi tối sẽ là thời gian dành riêng cho mình. Bạn có nói rằng bạn ở nhà thích nấu ăn và các món ăn bạn nấu thì là coi như là con cái ai khen hết. Chắc là cái bản lĩnh làm mẹ hoặc là cái tình mẫu tử ấy ạ. Em rất là hiểu con của mình. Vâng. Các bạn ấy thích món gì thì là em liền lập tức là mua về làm cho các bạn ấy ăn. Vâng. Thay vì là nếu như mà không nấu cho con thì ra ngoài các con sẽ thèm những cái món mà nó không tốt cho sức khỏe. Vâng. Là em cũng rất là hay vầy cho các con. Vâng, điều rất tuyệt vời đấy. Tại vì là cái khẩu vị của người phụ nữ sẽ quyết định khẩu vị của cả gia đình. Dạ. Hôm nay bạn đến tham dự chương trình cùng với ai? Dạ em đến cùng với lại chị Lê Thị Hồng Ánh. Vâng, xin chào bạn Ánh ạ. Dạ, xin chào anh Dũng, xin chào toàn thể quý vị khán giả. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lê Thị Hồng Ánh, là đồng nghiệp của bạn Yến. Và hôm nay tôi rất là vui khi được đến tham dự chương trình Ai Là Triệu Phú và đồng hành cùng Yến. Chúc Yến sẽ trả lời được thật nhiều câu hỏi của chương trình ạ. Vâng, bạn Ánh là làm luôn cùng công việc như là bạn Yến hay là bạn làm công việc khác? Em làm khác bộ phận với Yến ạ. Em thuộc ở bộ phận quản lý nhân sự, còn Yến thì làm phòng kinh doanh ạ. Vâng. Tuy nhiên là hai chị em cũng có rất nhiều cơ hội để tương tác với nhau, hỗ trợ nhau trong công việc ạ. Bạn sẽ là một phần hỗ trợ cho người chơi của chúng tôi. Nên khi nào mà bạn Yến cần đến thì xin mời bạn Ánh xuống đây để hỗ trợ cho bạn Yến. Vâng, cảm ơn bạn Ánh. Dạ. Bạn Yến thân mến, sau đây mình sẽ thông qua với bạn luật chơi của chương trình. Chương trình của chúng ta có tất cả 15 câu hỏi, trong đó có 3 mốc quan trọng là mốc 5, mốc 10 và 15. Bạn sẽ có 3 quyền trợ giúp, đó là 50-50, gọi điện thoại cho người thân, hỏi ý kiến bạn Ánh ở trên khán đài. Và kể từ câu số 6, bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Ngày hôm nay chúng ta có sự trợ giúp của hai nhà thông thái là nhà báo Vũ Quỳnh Hương và siêu trí tuệ Việt Nam Hà Việt Hoàng. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng hai nhà thông thái ạ. Xin chào nhà thông thái ạ. Chào anh Dũng, xin chào bạn Yến và xin chào khán giả trường quay ạ. Trong tâm sự của anh Dũng với lại bạn Yến thì mình nhận thấy rằng là qua cái câu chuyện gia đình thì có cái sự đồng cảm rất cao. Nhưng mà khi động đến chơi Ai Là Triệu Phú thì hình như là anh Dũng hơi thiếu động viên mà mang hàm ý là làm cho người chơi của chúng tôi căng thẳng hơn hay sao ấy. Vâng, Yến ơi rồi. Đừng lo, Yến hôm nay mặc áo đỏ còn mình thì đã có sẵn hoa đỏ trên áo rồi, chúng ta sẽ phối hợp rất tốt. Em đừng sợ người dẫn chương trình quá. Vâng, cảm ơn các nhà thông thái ạ. Vâng. Rồi. Mọi thứ đã sẵn sàng. Bạn sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng ạ. Vâng. Bạn có cảm thấy bị hồi hộp hơn khi tôi nói chuyện với bạn không? Như là chị Hương đang lo lắng không? Dạ không ạ. Vâng. Trước khi mà vào đây thì em hồi hộp hơn. Và khi mà được nói chuyện với anh Dũng thì em bớt đi cái phần hồi hộp rồi. Vâng. Bạn đã sẵn sàng rồi? Em sẵn sàng. Vâng. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu. Thưa quý vị, khi người chơi của chúng ta sẵn sàng, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Xin mời câu hỏi đầu tiên.
loại cá nào được nhắc đến trong câu thành ngữ cá ba chấm một lứa? Cha, chép, chê hay là mè? Xin mời bạn. Đáp án cuối cùng của em là D, cá mè một lứa. Vâng, D, cá mè một lứa hoàn toàn chính xác. Thì chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 2. Từ nào sau đây viết đúng chính tả? Hoàn, bàng, bàng hoàng, bàn hoàng hay là bàng hoàn? Vâng, xin mời bạn. Đáp án của em là B, bàng hoàng. B, bàng hoàng, hoàn toàn chính xác. Thì chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 3. Trong các tỉnh sau đây, nơi nào không có đường bờ biển? Phú Yên, Kiên Giang, Lạng Sơn hay là Quảng Ninh? Xin mời bạn. Đáp án cuối cùng của em là C ạ, Lạng C, Sơn. Lạng Sơn, hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 4. Đâu không phải là một cung hoàng đạo? Bắc Đẩu, Market, Bạch Dương hay là Thiên Bình? Xin mời bạn. Câu này em có đọc về một số cung hoàng đạo thì đáp án của em là A, Bắc Đẩu. A, Bắc Đẩu, hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 5. Đêm năm canh, ngày sáu khắc là câu nói liên quan đến đơn vị đo nào? Vận tốc, thời gian, độ dài hay là diện tích? Xin mời bạn. Đáp án B là đáp án cuối cùng của em. Thời B, gian. Thời gian, hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng bạn. Vâng, tiện bạn nói về các cung hoàng đạo, bạn thuộc cung hoàng đạo nào? Thực ra em cũng không biết em là cung hoàng đạo nào. Thế bạn sinh ngày bao nhiêu? Sinh em ngày sinh ngày 24 tháng 3. 24 tháng 3. Hình như là Bạch Dương hả anh? Bạch Dương à? À, Song Tử. Không, tháng 5 với tháng 6 mới là Song Tử. Bạn là cung Bạch Dương. Thế thì Song Tử là em nhớ là do thực ra thì ngày sinh của em chính xác đó là ngày mùng 4 tháng 6. Mùng 4 tháng 6. Dạ vâng. Vậy là bạn là Song Tử. Do ngày xưa là bố mẹ em là quên khai sinh cho em. Vâng. Sinh ra nhưng mà quên khai sinh, và đến khi mà bố mẹ sinh em út của em thì là ngày 24 tháng 3. Thế là bố mới đi khai sinh cả hai chị em cùng ngày. Thế là bây giờ hai chị em cùng sinh nhật cùng ngày. Làm sinh nhật cùng ngày luôn. Đúng rồi. Cho tiện đúng không ạ? Bố mẹ tính ra kinh tế quá. Sau này lại còn tổ chức sinh nhật cùng. Dạ. Có gì mua một bánh thôi, xong là châm nến cho một đứa thổi, xong là cắm thêm một cây nến lại thổi thêm nữa là nữa, không sao cả. Niềm vui nhân đôi đấy ạ. Vâng, bạn đã vượt qua 5 câu đầu tiên. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 2 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 6, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 3 triệu đồng. Và kể từ câu số 6, bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Và bạn vẫn còn nguyên cả 4 quyền trợ giúp. Bạn sẵn sàng với câu số 6 chưa? Em sẵn sàng. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 6. Bộ phim Muôn Vị Nhân Gian của đạo diễn Trần Anh Hùng lấy bối cảnh tại đất nước nào? Ý, Đức, Anh hay là Pháp? Xin mời bạn. Về lĩnh vực điện ảnh thì em lại không có nhiều thông tin. Nếu mà theo về cái cảm quan ấy thì em sẽ thiên về phương án là Đức. Nếu mà chưa chắc chắn cả 4 phương án như này thì 50-50 sẽ không mang lại hiệu quả. Bạn vẫn còn 3 quyền trợ giúp kia, có thể gọi điện thoại, có thể hỏi ý kiến của bạn Ánh, có thể hỏi ý kiến các nhà thông thái. Em xin chọn sự trợ giúp của các nhà thông thái. Các nhà thông thái, vâng. Chúng tôi xin được kết nối cùng với hai nhà thông thái ạ. Xin chào các nhà thông thái ạ. Vâng, người chơi của chúng tôi đã gặp một câu hỏi khó khăn và quyết định nhờ hai nhà thông thái. Hai chị em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Tôi đã sẵn sàng. Vâng. Các nhà thông thái và người chơi sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây, bắt đầu. Dạ, bộ phim Muôn Vị Nhân Gian của đạo diễn Trần Anh Hùng lấy bối cảnh tại đất nước nào? Một bộ phim có những cảnh quay mà mỗi một cảnh quay cắt ra thì sẽ đẹp như một bức tranh. Lấy bối cảnh là một vùng miền quê của nước Pháp. Nước Pháp ạ? Đúng rồi, đáp án D bạn nhé. Pháp.
Dạ vâng, em cảm ơn sự trợ giúp của chị Hương và Việt Hoàng ạ. Vâng. Pháp. Các nhà thông thái tư vấn cho bạn là Pháp. Vâng. Em rất là tin tưởng sự trợ giúp của các nhà thông thái và đáp án cuối cùng của em là đáp án D, Pháp. D, Pháp. Và phương án D là phương án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Vâng, đây là bộ phim lấy bối cảnh tại một vùng quê nước Pháp năm 1885, xoay quanh mối tình lãng mạn giữa nữ đầu bếp Eugene và Đô Đanh, một chuyên gia ẩm thực với đam mê sáng tạo ra những món ăn trọn vẹn từ hương vị đến hình thức. Bộ phim đã đem về cho đạo diễn Trần Anh Hùng giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes. Bạn đã vượt qua câu số 6, phần thưởng của bạn bây giờ đang là 3 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 7, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 6 triệu đồng. Và bạn còn 3 quyền trợ giúp nữa. Bạn sẵn sàng đến với câu số 7 chưa? Em sẵn sàng. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 7. Ai được vinh danh trong danh sách 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023? Hòa Minzy, Nguyễn Đức Cường, Văn Mai Hương hay là Double Tutti? Xin mời bạn. Như em nói là những cái lĩnh vực về điện ảnh hay là âm nhạc thì nó là điểm yếu của em. Điểm yếu của em, vâng. Đấy là căng rồi, thế bây giờ mình lại phải dùng quyền trợ giúp thôi, nếu mà một khi đã không biết. Vâng. Câu này chắc là em xin được sự trợ giúp gọi điện cho người thân. Gọi điện cho người thân, bạn sẽ gọi điện cho ai? Em sẽ gọi điện cho sếp của em. Sếp của bạn, vâng, sếp của bạn là anh Ngô Văn Trọng ạ. Chúng tôi xin phép được kết nối điện thoại với anh Trọng ạ. Rồi, tôi hiểu rồi. Alo. Alo, anh Trọng ạ. Dạ, xin chào anh ạ. Vâng, anh Trọng ơi, tôi là Dũng đang gọi cho anh đến chương trình Ai là Triệu Phú ạ. Vâng ạ. Vâng, tôi đang ngồi với bạn Yến. Bạn Yến đang gặp một câu hỏi khó khăn của chương trình và quyết định nhờ sự trợ giúp của anh Trọng. Anh Trọng sẵn sàng chưa? Dạ, tôi sẵn sàng. Dạ vâng. Hai người sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây, bắt đầu. Dạ, nghệ sĩ nào được vinh danh trong danh sách 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023? Nghệ sĩ được vinh danh trong danh sách 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023? Nào. Văn Mai, Hương, Nguyễn Đức Cường, Double Chu, Hai Ti, Hòa Minzy. Đọc lại nào. Nghệ sĩ Hòa Minzy, Văn Mai Hương, Nguyễn Đức Cường, Double Chu, Hai Ti. Rồi. Dài quá. Vâng. Mình phải đọc là Double Chu Ti nó mới đúng. Vâng, bạn Double Chu Hai Ti. Vâng. Thế này Double Chu Ti bằng xem chương trình này xong nó khổ ghê. Rồi. Căng quá. Phần trợ giúp qua điện thoại coi như là không có hiệu quả vì câu này dài quá. Vâng. Nào, bây giờ xoay sở thế nào đây? Em xin sự trợ giúp của người đồng hành ạ. Người đồng hành, vâng ạ. Tôi xin mời bạn Ánh xuống đây ạ. Xin mời bạn. Đây, xin mời bạn đứng sang bên đây ạ. Rồi, mời hai chị em. Thực sự câu này chị cũng không chắc chắn đâu. Nhưng chị thấy Double Tutti có vẻ là đáp án. Tuy nhiên là theo chị là sau cái em có nghiêng về cái nào không? Cái này em không nghiêng về cái nào ấy. Theo chị thì có thể là B hoặc D ấy. B hoặc D, tức là bạn Ánh thì đang nghiêng về hai phương án B hoặc D. Các bạn có biết các nghệ sĩ này không? Thực ra trong bốn nghệ sĩ này ấy, thì có em có biết Văn Mai Hương. Văn Mai Hương là biết. Hòa Minzy có biết không ạ? Dạ có. Hòa Minzy có biết. Double Tutti thì sao ạ? Double Tutti thì thực ra em không biết rõ, nhưng nói thật là em có một bạn nhỏ học lớp 9 và bạn ấy cũng có hay nhắc đến cái tên này. Vâng. Thì em nghĩ là đây là một bạn nghệ sĩ trẻ. Vâng. Và đây là một câu hỏi cũng là mốc số... Số 7. Thì chắc là vâng, nó cũng cái độ khó nó không thể nghiêng về A hoặc C được ạ. Vâng. Thế còn Nguyễn Đức Cường thì sao? Nguyễn Đức Cường thì em lại không biết về nghệ sĩ này lắm. Chị nghĩ là... Thực ra chị không chắc lắm, nhưng mà chị nghĩ là có thể là B hoặc D ấy. B hoặc D. Thì em dùng 50-50 xem. Vâng, thế thì em xin dùng thêm sự trợ giúp 50-50. 50-50, vâng, xin cảm ơn bạn Ánh. Bạn trở lại khán đài giúp tôi.
Thế là cũng có căn cứ rồi để mình có thể tiếp tục được. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác ạ. Rồi, Hòa Minzy và Double 2T thì đã không còn ở trên bảng trả lời nữa rồi. Chỉ còn Nguyễn Đức Cường hoặc là Văn Mai Hương. Như là vừa nãy hai chị em có trao đổi thì là thiên về phương án Nguyễn Đức Cường. Nguyễn Đức Cường, vâng. Có lẽ là đáp án của em sẽ liều đi tiếp. Vâng, đó là tiếp. Đáp án của em là đáp án B, Nguyễn Đức Cường. B, Nguyễn Đức Cường. Một câu rất khó, đã dùng đến mấy quyền trợ giúp. Bạn đã chốt phương án B. Nhưng mà phương án trả lời chính xác của câu này lại sẽ đến sau ít phút nữa. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Người chơi của chúng tôi phải dùng tới 3 quyền trợ giúp cho câu này. Và cuối cùng bạn đã chốt ở phương án B, Nguyễn Đức Cường. Và phương án B là phương án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Vâng. Bạn có biết nghệ danh của Nguyễn Đức Cường là gì không ạ? Dạ em không ạ. Là Đen Vâu ạ. Vâng, nên nếu như mà nếu để mà tên ở trong 4 cái bảng này là Đen Vâu thì chắc bạn sẽ có căn cứ hơn, vì cái tên Đen Vâu thì thời gian gần đây cũng rất nổi. Rất là nổi. Nhưng mà vì trong danh sách trao giải thì lại là Nguyễn Đức Cường, nên là chúng tôi phải để đúng cái tên Nguyễn Đức Cường đấy. Và nếu như bạn không biết đấy là tên thật của Đen Vâu thì chắc cũng sẽ khó cho bạn. Vâng. Bạn đã khá vất vả khi vượt qua câu số 7. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 6 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 8, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 10 triệu đồng. Và bây giờ bạn không còn quyền trợ giúp nào cả. Bạn sẵn sàng đối với câu số 8 chưa? Anh sẵn sàng. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 8. Việt Nam đã được WHO công nhận thanh toán bệnh nào trên toàn quốc vào năm 2000? Bại liệt, dịch hạch, đậu mùa hay là viêm não Nhật Bản? Xin mời bạn. Em nghĩ là dịch hạch thì chắc là không phải. Dịch hạch thì không phải. Tại sao? Em thiên về đáp án A hoặc là D. Tức là A hoặc em, D. Em nghĩ là nó sẽ là một cái bệnh trong tiêm chủng mở rộng. Có những loại mũi nào bạn có nhớ không? Có lao này. Lao này. Hip, ho gà, bạch hầu, uốn ván. Vâng. Có cả viêm não Nhật Bản. Có đậu mùa không ạ? Không có đậu mùa ạ. Không có đậu mùa, vâng. Dịch hạch. Dịch hạch cũng không có. Không biết là... Thế là tôi câu này cũng chịu, cũng khó. Giá như câu này mà có quyền trợ giúp gọi điện cho người thân. Thì may ra. Khả năng là bại liệt và viêm não Nhật Bản thì chắc là có từ trước năm 2000 rồi. Có trước năm 2000 rồi. Đã. Bây giờ lại chuyển sang dịch hạch hoặc là đậu mùa. Lại chuyển sang dịch hạch hoặc đậu mùa. Vâng, bắt đầu thấy càng lúc càng căng rồi. Đủ cả 4 phương án rồi đấy. Trước đó thì nghiêng về phương án A hoặc là D, bởi vì là em nghĩ nó là sẽ là bệnh nằm trong cái chương trình tiêm chủng mở rộng. Nhưng mà sau đó thì em nghĩ là hai cái bệnh này nó sẽ được chấp nhận trước đó từ rất là lâu. Tôi nghĩ là bắt đầu khó rồi. Bây giờ chỉ có hai phương án nữa thôi. Một là liều, hai là dừng cuộc chơi, đảm bảo an toàn. Nhưng mà em cũng muốn thử vận may. Thử vận may. Nếu mà thử vận may thì bạn sẽ nghiêng phương án nào? Đáp án C anh ạ. Đáp án C tức là đậu mùa. Vâng. Nếu là anh sẽ khuyên em như thế nào? Nếu là tôi thì tôi cũng chịu thôi, tại vì câu này tôi không biết. Vâng, nào. Bây giờ bạn phải chốt thôi. Bạn chốt thế nào đây? Đầu tiên là chốt là chơi tiếp hay nghỉ đã? Em chơi tiếp. Chơi tiếp. Vâng. Chúng ta dành cho bạn một tràng pháo tay cổ vũ.
Rồi, bây giờ chơi tiếp rồi thì chọn phương án nào? Em chọn đáp án C. C. Đáp án C là đáp án cuối cùng của em. Vâng. Đáp án C là đáp án cuối cùng của bạn. Vâng. Và đáp án chính xác của chương trình là A, bại liệt, chứ không phải là C, đậu mùa. Vâng. Rõ ràng đây là một cuộc chơi mà bạn đã lựa chọn câu này là một câu may rủi rồi mà. Vâng. À, tôi quên không nói với bạn là ở chương trình cái màn hình của tôi mà cứ khi nào màu đỏ hiện lên thì tức là sai. Hôm nay bạn chọn màu đỏ là tự hơi lo lo. Vâng, để tôi đọc cho bạn thông tin. Bệnh dịch hạch được thanh toán vào năm 2002. Bệnh đậu mùa được thanh toán vào năm 1978. Trong khi viêm não Nhật Bản hiện vẫn chưa được thanh toán hoàn toàn tại nước ta. Ờ, bây giờ tâm trạng của bạn nào? Hơi tiếc một chút nhưng đó là quyết định của bản thân mình nên là không sao hết. Tôi nghĩ không vấn đề gì cả bởi vì là mình đã quyết là chơi thôi. Đã. Vâng. Ờ, bạn sẽ ra về với phần thưởng là 2 triệu đồng. Và phần thi của bạn cũng rất nhiều cảm xúc. Và hy vọng đấy là cái trải nghiệm mà bạn sẽ lưu giữ. Vì không phải là ai cũng có được cái trải nghiệm này. Cảm ơn bạn rất nhiều. Đúng lúc này thì tín hiệu báo hết giờ của chương trình cũng đã vang lên. Đồng nghĩa là chương trình hôm nay của chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Xin cảm ơn bạn Yến đã đến tham dự chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả đã cổ vũ cho người chơi của chúng tôi. Còn với quý vị đang xem truyền hình, xin cảm ơn quý vị. Xin kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Thưa bạn, đừng buồn nhé.